Sơn Tùng MTP chỉ nói một câu cũng đủ khiến Trấn Thành chết mê. Chỉ một câu nói của Sơn Tùng MTP mà hàng loạt sao đồng cảm chia sẻ bước đầu đến với showbiz. Trong buổi fan meeting mừng sinh nhật lần thứ 23 được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 8 tháng 7 vừa qua, Sơn Tùng MTP đã có khoảnh khắc đầy xúc động khi chia sẻ về hành trình chinh phục ước mơ. Ngoài tiết lộ từng đối đầu với gia đình để theo đuổi con đường âm nhạc, Sơn Tùng MTP còn khuyên nhủ các Sky hãy luôn nỗ lực hết mình với niềm đam mê kèm tuyên ngôn thú vị. Hãy đi 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 đi, Tùng tin rằng đi rồi sẽ đến, phải đi thì mới đến được. Chỉ là một chia sẻ chân thành dành cho fan của mình, nhưng tuyên ngôn đi rồi sẽ đến của Sơn Tùng MTP lại nhanh chóng trở thành câu nói gây sốc và nhận được sự quan tâm tranh cãi nhiều nhất của giới nghệ sĩ. Trên fanpage cá nhân với hơn 11 triệu người hâm mộ, MC Trấn Thành vừa đăng dòng trạng thái bày tỏ sự thích thú với thông điệp đi rồi sẽ đến của Sơn Tùng MTP. Xin, biệt danh của Trấn Thành thích thông điệp đi rồi sẽ đến. Cái khó không phải nằm ở chỗ đến đâu, có lạc đường, có sai lầm và vấp ngã không, mà chính là ở giây phút nhấc chân lên bước đi, bởi vì hàng tỷ lý do và nỗi lo hiện trong đầu. Lỡ đi mà thất bại, lỡ bồng bột ước mơ này chỉ là tạm thời. Cứ thế, buộc chặt chân bằng nỗi sợ viễn vông do chính mình tự tạo. Tự hỏi, tại sao ta không nghĩ ra ta còn trẻ, sai thì làm lại, không thành công thì cũng thành nhân. Bao nhiêu bài học trên đường sẽ dạy ta trưởng thành, ai muốn đến thì hãy dũng cảm bước đi, khó khăn nào rồi cũng sẽ qua, cố lên hãy như xin. Đây không phải là lần đầu tiên ông xã Harry Won công khai thích Sơn Tùng MTP trên trang cá nhân hot nhất nhì showbiz hiện tại. Trấn Thành từng để kiểu tóc màu vàng y chang đàn em và còn thừa nhận bị Sơn Tùng MTP nhập hay hát vọng cổ bằng cách ghép các ca khúc gắn liền với tên tuổi giọng ca gốc Thái Bình như Cơn mưa ngang qua, nắng ấm xa dần, chúng ta không thuộc về nhau, không phải dạng vừa đâu, lạc trôi, chắc ai đó sẽ về trên sóng truyền hình khiến khán giả thích thú. Bên cạnh đó, hàng loạt sau việc cũng đã có những chia sẻ thể hiện sự đồng cảm từ câu nói của Sơn Tùng MTP. Chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!